Phụ nữ hiểu rõ 5 ngôn ngữ tình yêu sau đây sẽ luôn tự tin với mối quan hệ của mình và tìm được cách hòa hợp với người kia đó. Ngôn ngữ tình yêu thứ nhất là lời yêu thương. Người sử dụng ngôn ngữ này sẽ thường quan tâm, động viên và chia sẻ với người kia thông qua lời nói. Kiểu người này cũng thích hợp với những cô gái thích nghe lời ngọt ngào. Ngôn ngữ thứ hai lại là hành động quan tâm. Không phải đàn ông nào cũng thể hiện yêu thương qua lời nói. Họ ít chia sẻ bằng lời nhưng lại chịu trách nhiệm về đời sống kinh tế của gia đình, của vợ con. Thích nấu cơm, rửa chén giúp cho vợ hoặc chơi với con để vợ có thời gian cho bản thân và với bạn bè khi có thể. Ngôn ngữ thứ ba là thời gian ý nghĩa bên nhau. Nhiều cặp đôi quấn quýt bên nhau suốt ngày, đi đâu làm gì cũng được, miễn là có nhau. Ngôn ngữ thứ tư là sự tiếp xúc cơ thể trực tiếp, đơn giản như một cái nắm tay hay một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng là đủ nạp năng lượng cho cả ngày rồi. Ngôn ngữ thứ năm là quà tặng. Đối với những cô gái có ngôn ngữ tình yêu này, đi siêu thị mua cho bạn ấy một thanh sô cô la cũng có khi khiến cho bạn ấy vui rung rinh cả ngày rồi đó. Muốn yêu phải hiểu, học thêm chút kiến thức về tâm lý sẽ giúp bạn luôn biết cách chăm sóc mối quan hệ của mình đó. Chúc bạn tìm thấy một tình yêu đẹp nhé.